Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường, và nhiều tín giả sửng sốt về giáo lý của người nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy, sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải là bác hợp một con bà Maria và anh em với Jacobê, Giuse, Giuda và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ ấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ cầm tay chữa bài bệnh nhân. Và người ngạc nhiên vì họ được lòng tin. Người đi đảo qua các làng chung quanh và giảng dạy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, theo tin mừng Marco thì đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu có dịp trở lại nơi sinh trưởng của Ngài kể từ khi Ngài đi thi hành sứ vụ công khai của mình. Chắc chắn là Chúa Giêsu không mong chờ họ sẽ hồ hởi đón tiếp Ngài. Một lý do rất rõ ràng là mới đây thôi thân nhân đã đi bắt Ngài vì họ cho Ngài bất trí. Chúng ta đặt mình vào trong bối cảnh tin mừng Marco mà phong vụ năm B giúp chúng ta hiểu về chân dung của Đức Giêsu Kitô. Bởi vì thân nhân cho Ngài là bất trí muốn đi bắt Ngài, cho nên Chúa Giêsu không bận tâm gì đến cách hành xử của họ. Và quả thật chuyến viếng thăm về quê kết cục là một thất bại. Và chúng ta tìm xem đâu là lý do mà Chúa Giêsu thất bại trong việc trở về quê. Trước tiên đó là thân thế và sự nghiệp. Cả ba tin mừng đều nói về sự kiện này của Chúa Giêsu. Đến ngày Sa-bát, Đức Giêsu Kitô vào giảng dạy trong hội đường. Ở đây chúng ta hiểu với người Do Thái, hội đường là nơi tụ họp chứ không phải tế tự, để họ cầu nguyện, công bố và giải thích kinh thánh, hát những bài thánh vinh, đặc biệt là vào những ngày Sa-bát. Vì thế sẽ có những người được mời để giải thích kinh thánh. Thì Chúa Giêsu hôm nay khi bước vào hội đường nơi quê hương của Ngài, thì người ta mời Ngài công bố và giải thích kinh thánh mà thánh sử Luca đã viết trong chương 4 từ câu 17-19. Trong Luca, thánh sử đã viết Chúa Giêsu công bố một đoạn của sách Isaiah, và sau đó Ngài nói hôm nay ứng nghiệm lời sách thánh mà các ngươi vừa nghe. Rồi sau đó người ta trông chờ vì Đức Giêsu Kitô giảng dạy, nhưng họ không tin. Và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô ở trong tin mừng nhất là và cả Marco ngày hôm nay làm cho người ta kinh ngạc. Người ta chỉ thốt lên rằng ông ta được khôn ngoan như thế nghĩa là làm sao? Ông ta làm được phép lạ như vậy nghĩa là gì? Họ khâm phục tư tưởng của Ngài, ngưỡng mộ phép lạ của Ngài đã từng hiện ở những nơi khác. Nhưng khi họ nhìn về Đức Giêsu Kitô, nghĩ đến cái thân thế, nghề nghiệp và dòng họ của Ngài, thì họ cho rằng họ biết quá rõ về ông Giêsu này. Anh chàng Giêsu 30 tuổi đi loan báo tin mừng chỉ là con ông Giuse thợ mộc, bà con họ hàng sống với chúng ta tại đây. Nghề nghiệp của Ngài chẳng có gì cả, chỉ là một chú thợ mộc ngày xưa cùng với ông Giuse đi làm xung quanh ở xóm làng Nazareth. Không có bằng cấp, chẳng có học hành,
Từ đó họ trở nên thù địch công khai với Đức Giêsu Kitô vì thân thế và nghề nghiệp của Ngài. Thêm vào đó là con của bà Maria, một người phụ nữ chẳng có gì đáng nói, sống rất bình dị, bình thường như bao phụ nữ khác, và cả anh em họ hàng thân thích cũng không có gì nổi trội. Từ gia thế và nghề nghiệp ấy trở thành chiếu ngại cho dân Nazareth, họ không tin vào cái Messiah của Đức Giêsu. Và chính trong nhãn quan này mà rất là Nazareth cho chúng ta khám phá ra 30 năm của Ngài thật giản dị ẩn dật, một cuộc sống bình lặng chẳng có gì nổi bật. Như vậy giá trị của bài tin mừng hôm nay nó không phải ở chỗ thất bại là người ta không đón nhận Đức Giêsu Kitô, nhưng cho chúng ta nhận ra rằng 30 năm Ngài sống ở Nazareth là một con người rất bình thường như bao nhiêu người khác, để rồi Ngài hòa vào trong kiếp người của chúng ta. Ngài đảm nhận lấy từng ngày sống của mỗi người chúng ta bởi vì một cuộc sống thầm lặng. Và như vậy là nổi bật lên cái căn tính người của Đức Giêsu Kitô thật rõ trong giai đoạn Ngài sống ở tại Nazareth. Và như thế Đức Giêsu Kitô sống giữa đời với họ, với mọi người, với cả chúng ta hôm nay, với đôi tay lao động để nuôi sống chính mình bằng nghề thợ mộc, cũng không có một hành động phi thường nào. Như thế phản ứng của người đồng hương hôm nay có một giá trị thực sự về bầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu. Và chính sự phản ứng này của những dân làng Nazareth cho chúng ta nhận ra bầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu Kitô, một bầu nhiệm tuyệt vời, để chính Đức Giêsu Kitô là người từ khi Ngài ở Nazareth và ngày hôm nay Ngài vẫn là người ở giữa cộng đoàn chúng ta và cùng đồng hành, cùng đi với lịch sử của từng người để Ngài hiểu, cảm thông, yêu thương, tha thứ và chữa lành cho chúng ta. Như thế ngày hôm nay Ngài trở về quê cho chúng ta một bài học, không phải là sự thất bại mà là một sự khám phá chân tình người của Đức Giêsu Kitô. Và từ đó chúng ta thấy câu trả lời của Ngài. Câu trả lời của Chúa Giêsu, ngôn sứ bị rẻ rung thì cũng chỉ là ở quê hương mình. Đây là một câu ngạn ngữ có giá trị trong mọi thời của các tiên tri, mà vì nào cũng bị mắc hại, bị dân loại trừ, bị ruột bỏ. Ezekiel trong bài đọc 1 đã cho chúng ta nhận ra cái thân phận tiên tri của ông. Ông cũng bị loại trừ, ông cũng bị người ta không đón nhận. Hay các ngôn sứ khác như Elia, Isaiah hay Jeremiah, tất cả đều bị bắt bớ và nhục mạ. Dân Nazareth hôm nay cũng thế, họ chối từ dấu chỉ nước trời đang ở giữa họ. Và từ đây chúng ta khám phá và xác định về thân thế sâu xa của Đức Giêsu Kitô. Ngài là ai? Tất cả những gì chúng ta biết về Ngài có là cớ vấp phạm để chúng ta không tin hay Ngài là Đấng Messiah? Xin để chúng ta nhận ra Đức Giêsu Kitô nơi từng ngày sống của chúng ta. Ngài đang hòa quyện trong cuộc đời của chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, và hôm nay trong thánh lễ này Ngài ở nơi mỗi người chúng ta trong bí tích thánh thể mà mỗi người chúng ta lãnh nhận. Hãy trả lời với Ngài: Lạy Chúa, là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của con.
xin mời Đức Thánh Cha. Tôi tin kinh Bồ Thiên Chúa.